Sattāparacchakkacchatika Desi tuṅkhammam Anukampimam Pacchan Sattammafevi Vinayam chakkhayam Suttam chabandham Avitammacchambam Akotayanto Chatusacchatantam Papotanayye Parishaya Macche Leva Sambhati Dharma Arawantam Aya Chakta Tuturthi Thavera Thamman Putto Karunne Diva Sashaya Thamman Uthaya Parena Nigyadayam Tato Gato Banchama Yadayo Aye Amam Paye Sithammato Tato Bhakhu Vesambhutho Anuna Thamma Desanam Mahakavasadineshe Sattanam Atasitakam Deina Sathu Ayo Vante Deshe Tu Thamma Desanam Sapayita Parishaya Anukampam Vikatave. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân tổ ý thành tập tri ân sâu sắc quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính toàn thể thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Mình cầu cho sự nghiệp phát sanh được nhân lành gây dựng lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy. Ban tổ chức lớp học xin được cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học tập nghiêm túc là thiết kiên trì không bỏ buổi của các bạn ngủ trong group. Xin quan hệ với những bạn ngủ sự nỗ lực học tập của các bạn ngủ mới tham gia lớp học trong tiếng 73 cầu cho phước khí thanh tịnh từ việc pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc diệu thoát phiền não không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh biết đồng đều cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật 26 tháng 4 năm 2020, là buổi học thứ 74. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy quan hỷ lên lớp. Chúc các bạn có một buổi học nhiều chánh niệm và sự lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Rồi, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi học mới. Mình vô bài mới ha, bài gửi cho Triều rồi ha, chút cái gì post lên. Thì chương trình mình cũng có 3 phần. Phần thứ nhất là đọc Bali, phần thứ nhì là học vô bài. Phần thứ ba là nếu giờ thì vài câu hỏi đố vui. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay cũng là còn đang trong mùa dịch nhưng mà ở Việt Nam thì thấy là quá sướng ha. Việt Nam reopen lại ha, mở cửa lại rồi bắt đầu vui, mấy bạn bè thấy vi vu ra ngoài chơi nè. Đó cũng là cái niềm hạnh phúc, mặc dù nó lớn lao gì nhưng mà cũng là đem đến cho mọi người có cái niềm vui. Giống như mấy tuần bị nhốt, bị giam lỏng nha. Ở này cũng xa thú lời ha, lời post bài, post kinh lên cho các bạn coi cũng rất là quan hỷ. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Samanta chakavalesu atragachantu devata satthamman murirachansa Sunantu Sangamokkhadam
Kính chào thầy, kính chào cả lớp. Có cả xin đọc bài. Đo ra xăng ra hô, tốt yếu về môn, đoạn 1. Đo ra xăng ra hê, đo ra ni na má chắc, khu đo răng sô, táp đo răng, ca ná đo răng, chiều ha, đo răng, ca giá đo răng, má nô đo răng, cha tí chát, đi thà, ní phá hoàn tí. Trong tóm lược về môn có 6 loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tát thách chắc khu mê, quá chắc cú đo răng, ta tha sô ta đá vô sô ta đo ra đi nhí, má nô đo răng, bá ná phá hoàng răng, bá quốc chá tí. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân. Nhưng phá hoàng giá được gọi là ý môn. Tát tháp bành cha đò ra, vách cha ná chắc khu huỳnh nha ná, sàm bát tích cha ná sằng tì ra nà ra ná vót tháp bá ná kha mà quá cha ra cha quá ná ta đặt làm bá ná quá xê ná chá chá tà lì xá
chitta hi chắc khu đo rê giá tha ra hăng úp bách tràn tí. Trong các loại tâm 46 loại phát sanh tùy trường hợp, trong nhãn môn: A. Ngũ môn hướng tâm, B. Nhãn thức, C. Tiếp thọ, D. Si đạt, E. Xác định, F. Động tốc thuộc dục giới, G. Thập di, Tá thá banh chát ra qua ra quách chá ná sô tá huynh nha na đi quá xê ná sô tá đo ra đi xú bí chát chát ta ly xê quá phá hoàng tí. Cùng thế ấy do nhĩ môn và các loại môn, các môn khác 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhĩ thức, vân vân. Sáp bát tha bí banh chá đò rê chá tú banh nha sát chích ta ni ca ma quá chá rần ê qua tí quê đi tá ba ní. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Kệ Kinh Hạnh Phúc. Arati Virati Bapa Machapana Chasannamo Appamado Chathamme Su E Tăng Magalang Muttamang. Chả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from all kahon, non-recklessness in thing concerning the pharma, high yes happiness. Xin hết. Kính chào thầy, xin chào các lớp. Ba phút xin đọc bài. Tốt yếu về môn đo rất sẵn cái hồn. Đoạn 2. Mình lục đo rê Panama nó đo rê chẳng bằng chẳng bằng nhát sẵn cháu quan ná tắt đà lòng ban náo quá xề ná sắc tá sắc hí chít tà hí phà hoàng tí. Trong ý môn có 67 loại tầm phát sanh như ý môn hướng tầm, 55 động tốc và thập gì e cu na quỳ sa đo ý muốn ta sinh hồn kiếp và thứ phần cha quỳnh nhà ấy về quá ma ha gạch ta lô cút ta ra cha thí chánh tình sát dắt hà ra hàng ề cánh đò rí cá ta ní na mát. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn 36 loại tâm, những loại động tốc tiền có một môn thì trường hợp ba mươi tám pháp hạnh phúc số 19, 20, 21. Arati virati pa pa
Acchapanaccha sanyamo Appamaduccha thammesu Etam mangalam muttam. Trả ly tâm niệm ác, chí ngữ không sai xưa, không phóng dật trong pháp, là phúc lành cao thượng. Avoidance of on evil, abstinence from alcohol, the recklessness in things concerning in common, I guess happiness. Tonight. Hello, dạ tiếp theo con Đông Triều xin kính chào thầy và cả lớp. Con xin đọc tiếp đoạn 3. Đoa ra sang giá hồ tất yếu về môn. Đoạn 3. Mano tha tu ti cần pana pan cha đoa ri cần. Đại giới phát sanh do môn. Sukhasanti dana vatthapana kama vacchara chavana nicchadvarikacitta ni. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tốc tục dục giới phát sinh qua sáu môn. Upekkha sahayata santi dana Maha vipaka nicca dva vika nicce va dva ra vimutta nicca. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Maha yata vipaka nicca dva ra vimutta tần ề hòa tiết. Những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Phần kinh hạnh phúc 38, kinh hạnh phúc số 19, 20, 21. Arati vi ra ti pa pa macha ba na cha san ya mo Appamado cha thammesu etam mangalamuttamam. Xả ly tâm thiện ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp, là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-recklessness in things concerning the Dhamma, highest happiness. Dạ, em kính chào thầy, kính chào cả lớp. Em xin đọc bài. Đo ra sang gá hồ tót yếu về môn. Đoạn 4. Ê cá đò rí cá chít tà ní bàn chá đò rí cà ní chá chá đò rí cá quý mú tà ní quý mú tà ní chá sắp bát thà chá tìm sát tí tát thà tì ní ề cá tìm xà chá thà cá nằng chá thà cá măng đà đá sát thà ná quá thà trà tí bàn chá bá rí đí bá dề. 36 loại tâm phát sanh qua một môn, 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào, tất cả có 50 đường lối được trình bày. Kinh hạnh phúc 19, 20, 21. Arati quý rati ba pa ma cha ba na
cha san nha mô áp ba ma đồ cha tham mê su e tăng măng ga lăng út ta măng xả ly tâm niệm ác chế ngự không say xưa không phóng vật tông pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of on evil, abstinence from on alcohol, non restlessness in things concerning the dhamma, highest happiness. Yeah. Em xin hết. Xin cảm ơn thầy cả lớp. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con dạ đọc bài, dạ con không có bài. Dạ cho xin poster. Dạ cảm ơn đạo hữu trong triệu. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Đoà ra sang ghé hề, đoà ra ni nà, ma chắc khu đoà rằng, sô ta đoà rằng, khà na đoà rằng. Sô ta đoà rằng, khà na đoà rằng. Chiều hà đoà rằng, cà gia đoà rằng. Mano đoà rằng chati chấp bi thà ni phát quát thà ni phát hoàn tí. Trong tấm lược về môn có 6 loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tát thà chắc khu mề quá chắc khu đoà rằng tát thà sô tà đa dồ sô ta đoà ra đi ni ma nô đoà rằng ba na pha hoàn gần ba yut chát tí. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, nhưng pha hoàn gá được gọi là ý môn. Ta tha bàn cha đoà ra quát cha nắc khu quỳnh nhà na sầm bát tít cha na sầm tỳ ra na quốc tha ba na ca mà qua cha ra cha qua na ta đà lầm ba na qua xề na cha chắc ta lì sa chít ta ni chắc khu đòa rề giá thà ra hằng u bát chàm tí. Các loại tâm 46 loài phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn, ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, tiếp thọ, suy đạt, xác định, động tốc, thuộc dục giới, thập di. Ta thành tà cha đòa ra, quách cha na sô, ta quỳnh nhà đà tí quá xề na sô ta đoà ra đi su pi cha chấp ta lì xề quá pha hoàn tí. Cùng thế ấy do nhĩ môn và các loại môn khác 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm,
nhị thức vân vân. Sappatha bipan cha đoà rề cha tu bản nhà sa chít ta ni cà mà quá cha rằn ê hòa tí quệ tí tắp bà ni. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào của năm cửa có 54 loài tâm thuộc dục giới. Dạ hết rồi đúng không ạ? Dạ con đọc xong đúng không ạ thầy? Dạ, dạ rồi con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn đạo hữu Đông đã hỗ con ha thầy. À, 38 hạnh phúc. Kinh pháp cú 19. Dạ dạ. Dạ con chờ. Dạ cảm ơn đạo hữu Đông Trường. 19. Arati virati bapa mat mat japana chasan nyau mo appamado chathamme su e tang mangalamuttamang. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstention of alcohol, non-relentlessness in things concerning the tamas, highest happiness. Dạ con đã đọc xong rồi. Dạ con xin xuống lớp. Dạ con cảm ơn đạo hữu Đông Triều đã post bài. Dạ cảm ơn thầy Kim.
Dạ, kính chào thầy và cả lớp mình. Dạ, tôi xin phép được đọc bài Dwara Sangaho Toát Yếu Về Môn, đoạn 1. Dwara Sangahe Dwara Ni Nama Chak Khut Đà Răng Sô Ta Đà Răng Khà Na Đà Răng Chiêu Hà Đà Răng Cà Gia Đà Răng Mano Đà Răng Chà Tị Chấp Vi Thà Ni Pha Hoàn Tị. Trong tóm lược về môn có 6 loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Ta tha chắc khu mê quá chắc khu đoà rằng ta tha sô ta đa dô sô ta đoà ra đi ni ma nô đoàn ba na pa hoàn gần pa vút cha ti. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, nhưng pa hoàn ga được gọi là ý môn. Ta tha bành cha đoà ra quay cha na chắc khu vinh nhà nạ, sầm bát tích cha nạ, sàn tì ra nạ, vô thạ ba nạ, ca mà vách cha ra, cha vã nạ, ta đà, làm ba nạ, vã xê nạ, cha cha tà lì, sa chi tà nị, chắc khu đòa rề, gia thà ra hằng, úp bách chàn tị. Trong các loại tâm, 46 loại phát sanh tùy trường hợp. Trong nhãn môn: A. Ngũ môn hướng tâm. B. Nhận thức. C. Tiếp thọ. D. Suy đạt. E. Xác định. F. Động tốc. Thuộc dục giới. G. Thập di. Ta tha bành cha đoà ra quách cha na sô ta quỳnh nhà na đi qua xê na sô ta đoà ra đi su vi cha cha ta li xê quá pha hoàn tí. Cùng thế ấy do những môn và các môn khác, 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhĩ thức, vân vân. Sắp ba thà bi bành cha đoà rê cha tu bành nhà sa chi tà ni cà ma qua cha rành qua cha ra về hòa tí về đi tập bà ni. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào ở đâm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Đoạn 2. Mano đoà rề vana mano đoà ra quay cha na bành cha bành nhà sa cha vana ta đà làm bana qua xê na sata sati chitta ni pha hoàn ti. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. E ku na wi sati bati san thi pha hoàn ga chu ti qua xê na đoà ra vi mu ta ni. 19 loại tâm như tục sinh, hộ kiếp và tâm tử không có môn. Tê su ba na bi bành cha huynh nhà na ni chê wa ma ha ga ta lô cú ta ra cha wa wa na ni cha ti cha tình sa gia thà ra hàm e ka đoà ra ka chi ta ni na ma. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ sông thức, những loại động tốc thiền và siêu thế, có một môn tùy trường hợp. Đoạn 3. Mano tha tút ti căng banap bành ta đoà ri căng. Ba ý giới phát sanh do 5 môn. Sukha santi rana vata bana kama vajara cha vana ni cha đoà ri ca chi ta ni. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tác thuộc dục giới phát sanh qua 6 môn. Ubekha sahagata santirana
Mahavibhagani Chadvarikani Chewa Dvaravimuttani Cha. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahakata vibhaka nidvaravimutta nevati. Những tâm quả đau đại phát sanh không do môn nào. Đoạn 4. Ekadvarika cittani panchadvarika niccha. Cha đoà ri ca vi mút tà ni cha sát ba thà cha tình sa ti ta thà tì ni e ca tình sa gia thà ca măng đà đà sa thà na wa thà cha ti bành cha thà pa ri đi pa dê. 36 loại âm phát sanh qua một môn. Ba qua năm môn, 31 qua sáu môn, 10 qua sáu hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào. Tất cả có năm đường lối được trình bày phần kinh hạnh phúc. 19 arati virati ba ba. 20 macchapana cha sanyamo. 21 appamado cha thammesu ê tâm măng gá la mút tâm măng xả ly tâm niệm ác chế ngự không say xưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of on evil, abstinence from alcohol, non-recklessness in thing concerning the Dhamma, high risk, happiness. Dạ, xin xin hát. À, xa lớn. À, vậy sư Linh đọc thì giống như là kết thúc luôn nguyên bài đúng không ha? Đọc nguyên bài luôn thì quý vị nghe được ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta bước vào bài mới. Và bài về môn phối hợp ha. Đoà đó sẵn cái hồ. Rồi, đều ghi ra đều. Và nó sang giá hồ môn phối hợp. Rồi giờ mình lấy cái chữ đoà rá xuống. Chữ đoà rá có nghĩa là môn cửa. À, môn cửa. Đoà rá ý nghĩa nó là môn cửa, là cái cửa vô ra đó. Rồi chữ đú, D-U, đú. Và hai, số hai đó, đú, hai. Đú, hai. Rồi chữ A-R, á, A-R, á. Đi vào, đi ra, đi vào. Chữ á đó là đi ra, đi vào. Chữ đú là số hai. À, đi vào, đi ra, đi vào. Tức là từ cái chữ đú với chữ á này là đi ra đi vào hai lần như vậy đó, thì hai chữ này ta biến thành chữ đoà rá, có nghĩa là môn hay là cửa, là chỗ để đi ra, chỗ để đi vào. À, thì như vậy mình được hiểu là môn tức là cái chỗ mà để cho các pháp nó đi vào, là các pháp ở trong đi ra, ngoài vào trong ra này không, thì được gọi là môn. Rồi bây giờ do từ cái vấn đề cái môn này đó, ta mới phân ra nhiều loại. À, thì mình giờ mình phân loại môn hai chấm, phân loại môn. À, copy thử bỏ lại là được không nha. Phân loại môn hai chấm có sáu. À, copy cái chữ này nó cho qua. Thấy không quý vị? Hello, thấy không? Thấy hả? Ok, hôm nay good rồi, nay nó cho rồi ha. Ok, thì phần loại môn chúng ta thấy được có 6. Thứ nhất là nhãn môn.
chắc khu đoà răng à, là nhãn môn, rồi cái cửa mắt á, nhãn môn, chắc khu là nhãn nha, chắc khu đoà răng. Số 2 là nhĩ môn, sô tá đoà răng. Số 3 là tỷ môn, khà ná đoà răng. Số 4 là thiệt môn, chiêu ha đoà răng. Số 5 là thân môn, ca giá đoà răng. Số 6 là ý môn, mano đoà răng. À, tức là có tất cả là 6 môn được liệt kê ra là như vậy ha. Rồi giờ từ cái 6 môn này chúng ta mới tìm hiểu về tâm và tâm sở nó khởi lên. À, thì dùm ghi cái tựa là tâm và tâm sở khởi qua 6 môn. Tâm và tâm sở khởi qua 6 môn. Tâm và tâm sở khởi qua 6 môn. Rồi, xuống dòng số 1, nhãn môn, chắc khu đoà răng. Nhãn môn, chắc khu đoà răng. Nhãn môn, chắc khu đoà răng. Đó, tức là cái cửa để thâu bắt cảnh sắc. À, cái cửa để thâu bắt cảnh sắc, tức là ý này nói là thần kinh nhãn đó, tức là sắc tinh nhãn đó. Cái cửa để thâu bắt cảnh sắc thì được gọi là nhãn môn, được chưa? Rồi xuống dòng tâm có 46, tâm có 46 tâm. Tâm có 46 tâm. Rồi à, tâm nhĩ thức qua được không quý vị? Tâm nhĩ thức đi qua cửa này được không? Alo. Không, không. Rồi tâm tỷ thức qua được không? Tâm tỷ thức qua được không luôn? Xà thú, xà thú. Dạ đúng rồi, xà thú. Vậy thì chúng ta có hai tâm nhãn thức, đúng chưa? Hai tâm nhãn thức qua được cái cửa nhãn môn. Rồi hai tâm nhãn thức ha. Rồi bây giờ 12 tâm bất thiện qua được không quý vị? Tham sân si qua được không? Quyền Trang, ok ha. Rồi mấy vị khác sao im ru nè? Có luôn, thằng Tuấn có luôn. Số mai có luôn. Đúng rồi, xa thử ha. Thì 12 tâm bất thiện này nó có, nó lương qua tâm nhãn thức để nó bắt lấy cảnh sắc ha. Cảnh thinh khí vị này, nó bắt lấy những cái cảnh đó. À, nó qua cái cửa giờ, qua nhãn môn trước thì nó qua con mắt để nó bắt lấy cái... À, những cái cảnh đó à, thì như vậy 12 tâm bất thiện nương, có thể nương nhãn môn. Rồi 8 tâm vô nhân. Tâm vô nhân á, người ta cho biết một lần có 8 tâm vô nhân. Thì tại sao có 8 nè? Vô nhân nó có tới 18 rồi. À, tại sao có 8 tâm vô nhân? Trừ ra cái gì vậy? Trừ ngủ xong thức, nhưng mà trừ chỉ có 4 thôi, 4 loại thức thôi. À, trừ 4 loại thức thôi. Trừ 4 loại thức. À, trừ 4 đó. À, rồi gì nữa?
4 là nhiêu rồi? 4 là 8. 8 x 8 là 16. Thiếu gì đây? Giờ kháng y môn được không quý vị? Kháng y môn được không? Cộng lại những cái đọc sách nó viết thành như chỗ này hơi lộn cái gọn này à. Sách viết chỗ này lộn xong rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 8 trừ 8 là thức ra. Và giờ kháng y môn là có không? Có không? Rồi. Ưng cúng vi tiếu có không? Ưng cúng vi tiếu có không? Ưng cúng vi tiếu. Tiếu quyền trang nó không à, quý vị thấy sao có không? Alo, bài có luôn, có rồi, đều có không? Có luôn ở cho bà bán có luôn chứ, ai gì cũng video có, nhìn thấy qua mắt mà nhìn qua mắt thấy cảnh mỉm cười mà thì mỉm cười phải đi qua mắt chứ, qua cửa nhãn môn chứ. Rồi như vậy là 18 tâm vô nhân mà trừ 4 cái đôi thức nhĩ tỷ thiệt thân ra à, là còn tại sao còn có 8 ta? Đố quý vị biết tại sao nó còn có 8 mà. 8 tâm vô nhân mà trừ 8 mà mới có 16 rồi. Bây giờ tại sao mà trong đây người ta cho mình có biết có 8 nè. Được không? Quý vị suy nghĩ thử coi tại sao. Alo. Chưa tính gì? Bốn đôi thức nè là nhĩ tỷ thiệt thân rồi, thân có rồi nè, là bốn đôi thức là thành ra 8. 4 nhân 2 là 8, nhân 2 là 8 là 8 rồi. 8 giờ này mình ta cho mình biết là có 8 tâm vô nhân đi qua cửa một cửa cửa mắt. À, mà trừ có 4 là 8 với 8 là có 16 thôi. Và trong đây trong tâm vô nhân thì mình có tới 18 lận. Xà thú trừ ra hai tâm nhãn thức mình nãy mình tính rồi á, mình tính trước ha, hai tâm nhãn thức thì 8 tâm vô nhân cộng 2 tâm nhãn thức là 10. Tức là 4 cái đôi thức cộng cái 5 nhãn thức nó thành ra là 5 đôi thức là 10. Trừ 8 là còn là 18 đúng không? Trừ nhãn thức ra, trừ cặp nhãn thức ra. Rồi xà thử không? Nguyên Trang hiểu không? Alo. Hiểu không? À, bật A-la-hán ưng cũng vì tiếu dẫn tứ tâm nó dẫn đi qua nhãn môn được nha, chứ không không có nha, Nguyên Trang để nha. Rồi bây giờ tới 8 tâm thiện dục giới. Có không quý vị? Có luôn. 8 thiện dục giới có, 8 quả dục giới có không? Có luôn. 8 di tác dục giới có luôn. Vậy như vậy là có 24 tâm dục giới. À, mình nói gọn là 24 tâm dục giới. Rồi xa đúng ha, là những cái tâm này nó đều bắt được cảnh sắc hết ha. Rồi đi qua nhãn môn thì vậy mình gom lại tiêu gom lại thì tâm có 46, tức là hai tâm nhãn thức và hai tâm nhãn thức ha, 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân trừ đôi thức ra, trừ từ 4 đôi thức ra cộng 24 tâm dục giới là đi qua cửa mắt à, nó có thể khả năng đi qua cửa mắt. Ghi kỹ rồi nha, ghi kỹ để thôi không hiểu á. Mình hiểu được cái nhãn môn này rồi là mấy cái sau mình sẽ hiểu hết à. 8 tâm vô nhân à, nhớ ghi 8 tâm vô nhân trừ đôi 4 đôi thức ra. À.
Được chưa? Tâm sở, xuống dòng tâm sở hai chấm. Tâm sở hai chấm. Rồi, đúng rồi, tâm sở. 13 tờ tha có không quý vị? Alo. Xúc thọ tưởng tư chức hành mạng quyền tất ý tầm tứ tháng giải cần hỷ dục có trong tất cả các anh có luôn xà thử ha. Rồi 14 bất thiện có không? 14 tâm sở bất thiện có luôn, bởi vì mình có 12 tâm bất thiện nãy ha. Rồi, có luôn. Rồi 25 tình hảo có không quý vị? 25 tình hảo có luôn, có luôn xà thú ha, gì người tràn xà thú ha. 25 tâm sở tình hảo, tại vì 24 tâm dục giới, 24 tâm dục giới, tâm dục giới tình hảo có mặt mà, thì 25 tâm sở tình hảo phải có chứ. Thì vì vậy tâm sở có 25, ê có 52 tâm sở, tâm sở có 52 đầy đủ ha, không thiếu nào ha. Tâm sở có 52. Rồi đó, tức là tổng kết là nhãn môn, tức là chắc khứu đoa răng thì về tâm nó có 46, tâm sở có 52. Vì gì nắm đâu cho biết về cho cái bông lên đi. Alo. Rồi không? Ok phải không? Rồi qua được không? Rồi hai dĩ môn. Sô tá đoa răng. Cửa để thâu bắt cảnh thinh. Mà về thứ hai là dĩ môn. Sô tá đoa răng. Cửa để thâu bắt cảnh thinh. Cửa để thâu bắt cảnh thinh. Rồi, xuống dòng tâm, hai chấm. Có 46 tâm. Nó cũng giống như trên dịch ha. Nhưng mà trừ lại. Nó trừ 4 cặp. Nhãn, tỷ, thiệt, thân. Tức là nó không có trừ nhĩ ra. Bởi vì này, nhĩ môn mà. Thì nó phải có nhĩ thức. Nên nó trừ 4 cặp. Nhãn, tỷ, thiệt, thân. Tức là giữ lại cái nhĩ thức ha. Trừ 4 cặp. Nhãn, tỷ, thiệt, thân. Lắm hiểu không? Hiểu không quý vị? Alo. Tức là nhĩ môn thì nhĩ thức nó phát sanh, hai cái nhĩ thức nó phát sanh ha. À, thì những cái kia nó không thể phát sanh được, nhãn không phát sanh được, tỷ không phát sanh được, tỷ thiệt không phát sanh được, thân không thể phát sanh qua nhĩ môn được. Thì mình trừ ra 4 cặp đó, gặp nhãn, tỷ, thiệt, thân. Trừ đây, đều ghi trừ đó là được rồi. Giống như trên hết trơn á, giống như cái nhãn thức này đó, giống như cái nhãn môn ha, nhưng mà trừ ra. Trừ 4 cặp nhãn, tỷ, thiệt, thân. Rồi còn là cũng 46 luôn. Tâm sở cũng có 52, cũng vậy ha. Sở 52. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, xuống dòng. Tâm sở có 52. Ok, vậy là qua cái phần nhĩ môn nó giống như vậy ha. Thứ 3, tỷ môn. Kha ná đoa răng. Hai chấm. Cửa để thâu bắt cảnh khí. Kha ná đoa răng. Cửa để thâu bắt cảnh khí. Tỷ môn là cái lỗ mũi mình đó. Cái thần kinh tỷ đó. Để nó bắt cảnh khí. Cái mùi hương bay vô. Bắt cảnh đó. Thì kêu là tỷ môn. Kha ná đoa răng. Cửa để thâu bắt cảnh khí. Rồi hai cho Nguyễn với Jerome. Cửa để thâu bắt cảnh khí. Nhớ cái chữ tỷ môn là cái lỗ mũi mình nha. Nhiều người ta hay bị lộn cái này với cái khác đó. Rồi xuống dòng tâm cũng có 46. Tâm có 46. Mở ngoặc trừ 4 cặp. Nhãn, nhĩ, thiệt, thân. À, nó giữ lời tỷ thức ha. Giữ lời tỷ thức. Tỷ thức biết cảnh qua tỷ môn. Bây giờ trừ lại 4 cặp, nhãn, nhĩ, thiệt, thân. Đó, thì còn những tâm khác thì cũng giống hệt như cái nhãn môn nãy ha.
46 từ cập nhãn nhĩ thiệt thân. Rồi, xà thử không? Tâm sở cũng có 55, tâm sở có 52, cũng giống vậy luôn ha, tâm sở 52. Rồi, đó là số 3, rồi giờ số 4, thiệt môn. Chiêu ha đoa răng. Chiêu ha đoa răng, thiệt môn. Là cái thần kinh thiệt á, cái lưỡi mình á, trên nằm trên lưỡi. Thiệt môn. Chiêu ha đoa răng. Hai chấm. Cửa để thâu bắt cảnh vị. Là cái chỗ để bắt cảnh vị. À, vị cay, chua, mặn, ngọt, lạc gì đó ha. Thì đó là cửa để thâu bắt cảnh vị. Rồi, xuống dòng tâm cũng có 46. Tâm 46 trừ 4 cặp. Nhãn, nhĩ, tỷ, thân. À, giữ thiệt lại. Nhãn, nhĩ, tỷ, thân. Giữ thiệt thức lại. Rồi, tâm sở cũng có 52. Cũng vậy luôn, tâm sở 52. Rồi, số 5 là thân môn. Ca giá đoa răng. Thân môn. Ca giá đoa răng. Hai chấm. Cửa để thâu bắt cảnh xúc. Cửa để thâu bắt cảnh xúc. À, tức là thần kinh thân á. Hệ thống thần kinh thân trải dài khắp thân rồi đó. Thì có sự xúc chạm lại vô thân á, thì đi qua cái thân môn. Cửa để thâu bắt cảnh xúc. Rồi xuống dòng tâm có 46 tâm, cũng giống vậy luôn ha, tâm 46 tâm trừ 4 cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt. Trừ 4 cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt, giữ lại cái thân, giữ lại thân thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt, giữ lại thân thức. Tâm sở có 52 luôn, tâm sở có 52. Thân môn tâm có 46, tâm sở 52. Tâm 46 trừ 4 cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt. Xong chưa quý vị, chắc xong chưa? Alo, nắm được không? Nắm được cho biết đi, sao Kiều tới đây đứng bóng rồi, nó đâu có tiêu rồi. Ok ha, năm nữa thì chúng ta thấy là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là năm cái môn này đó. À, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân đều giống nhau hết ha. Nó có những cái tâm và tâm sở giống nhau. À, nó chỉ khác nhau về cái theo môn, theo cái tương ưng môn. À, ví dụ như nhãn môn thì nhãn thức, nhĩ môn thì nhĩ thức, tỷ môn thì tỷ thức, thiệt môn thì thiệt thức, thân môn thì thân thức. À, nó có sự khác nhau cái đó thôi, thì khi mà có cái đó thì trừ mấy cái ra, thì để chúng ta biết xác định lại rằng là mỗi một môn nó chỉ có một cái thuộc về thức biết được thôi. À, chứ không những cái thức khác nó không biết được. Ví dụ như nhãn thức thì chỉ biết để đi qua cái cửa mắt để biết cảnh sắc thôi, chứ mấy cái thức kia không đi qua được, không có biết được. À, cho nên mỗi một môn nó tương ưng với lại thì nhãn thức thì tương ưng với lại nhãn môn, nhĩ thức thì tương ưng nhĩ môn, tỷ thức tương ưng tỷ môn, thiệt thức tương ưng thiệt môn và thân thức tương ưng thân môn. Đó là năm cái ngũ môn. Rồi rất nặng hả?
Được chưa? Chị nghe lại chưa? Điều nghe lại chưa? Alo. Thân môn nãy đó là tới đâu nãy tới đâu mà cửa để bắt cảnh xuất là chưa ghi tiếp tâm là 46. Tâm 46 tâm trừ 4 cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt. Tâm sở có 52 đó. Hoặc là ai ghi lên giùm ghi để cho các lớp cho lớp ghi lại bài. Dạ. Đây bro. Đều chắc bị kẹt cái mic vậy nè, kẹt mic nè. Kêu rồi, alo. Nghe không? Rồi giờ qua được chưa? Qua được chưa quý vị? Rồi, thân môn, chỗ thân môn, triệu cái ghi rồi đó. Thân môn, ca, giá, đo, răng, cửa để thổ bắt cảnh xúc. Tâm, số dầu tâm có 46. Tâm có 46 tâm. Mở mặt trừ 4 cặp. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Đóng ngoặc lại. Tâm sở. Có 52 tâm sở. Vậy thôi. Tâm sở có 52. Rồi, đúng không? Rồi mình qua được năm năm cửa rồi, không nhãn môn nhĩ môn tỷ môn thiệt môn thân môn, rồi tới cửa thứ sáu là mới quan trọng không, sáu ý môn mano đoa răng, sáu là ý môn mano đoa răng. Mano đoa răng ý môn sáu ý môn ha, mano đoà răng là tâm hộ kiếp, à, nhớ nha, ý môn là tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp, à, thì là ý môn là tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp. Hai bình nhá râm xì nhá dạ râm ha, và tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thổ cảnh sát pháp. Thì như vậy ý môn này đó nó là tâm hộ kiếp nha, chứ nó không phải là sắc ý vật nha quý vị, để nhiều người bị hay lộn đó ha. Ghi là ý vật khác mà ý môn là khác, ý môn cửa để mở cho cái dòng tâm thức nó được phát sanh. Thì như vậy ý môn đây được xác định là tâm hộ kiếp, tức là phá quăng gá hay là tâm hữu phần, à, thì như vậy ý môn là tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp, tức là cảnh pháp là cảnh ngoài cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, à, ngoài năm cảnh đó ra, thì những cái cảnh nào sanh lên ở bên trong nội phần mình đó, trong tâm đó, thì đó là cảnh pháp, thì cảnh pháp nó sanh lên, ý môn nó làm cái phận sự là nó là cái cửa để mở cho ý thức phát sanh. Thì như vậy ý môn là tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp. Bây giờ nắm được này chưa? Alo cho biết đi. Alo. Nắm được không? À, mấy gì khác rồi Nguyễn Trang nắm được không? Rồi ha. Nghe là được ha. Ok. Rồi hãy nghe lại cái phần mà số 6 bắt đầu vô số 6 nè, đều nghe lại vô số 6 đó là mano đoa răng, mano đoa răng số 6 y môn á, y môn mano đoa răng là tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp.
Rồi ha, nghe ha, vậy nghe ha. Bên bên triều thì đông người ở đó có nghe được không á? Bên đó lứt nghe rồi. Có rồi không? Ok. Rồi. Đó, cái đó là nguyên nhóm nó mất cái người ta không có bài học. Rồi, xuống dòng. Thì ý môn ha là về tâm. Tâm có 67 tâm. 67 tâm. Rồi. 12 tâm bất thiện khởi lên được không quý vị? Khởi lên trong nội phần được không? Được không? Tức là mình tâm mình khởi lên hình ảnh này, hình ảnh kia, cảnh này, cảnh kia, tâm mình khoái, tâm tham khoái hoặc là tâm sân trong ý môn thì như vậy là 12 tâm bất thiện có không? Rồi bạn yếu chấp nghe không? Tuấn có nghe được không? Tuấn có nghe bài được không? 12 tâm bất thiện khởi lên được không? Rồi kháng nghi môn khởi lên được quý vị. Kháng nghi môn, alo. Được luôn, kháng nghi môn là cái tâm nó phát sanh để mà mở cho cái động tác nó phát sanh ha. À, thì kháng nghi môn được luôn ha, xà thú. Từng cúng vi tiếu được không quý vị? Được luôn, xa thứ ha, mình cũng bị tiếu được luôn. Rồi, đó ha, ok. Rồi, ba quan sát được không quý vị? Quan sát được không? Một người được, hai người được, được. Làm sao được, tại sao được? Để ý môn nha, chứ không phải là lộ ngủ nha, là ý ý môn quan sát này, để ý nha. Ba quan sát là tại sao được, ai nói thử được không? Gì vậy? Được ca cái gì quan sát ở trong cảnh pháp mà sao có quan sát được? À, cảnh pháp làm sao có quan sát, khởi lên cái kháng nghi môn liền chứ đâu phải là cảnh ngủ đâu, thì mắt thấy thì mới có cảnh cảnh mới quan sát, nhưng cảnh pháp làm sao có quan sát được? À, cái chỗ này mình phải để ý mà nó có chứ không phải không có. Có ba cái quan sát. Có. À, bởi vì ba cái quan sát này đó nó không có làm việc quan sát nữa mà lúc này nó làm việc là na cảnh. À, nó làm việc na cảnh đồng sở duyên hay thập di, tức là nó là hưởng mót lại cái lộ động tốc. Ví dụ như mình khởi cái tâm tham lên, cái cảnh mạnh quá nó khởi cái tâm tham luyến ái lên mạnh đó, thì nó tâm quan sát nó theo sao quẩy sắc na đó nó phát sanh lên. Hai cái na cảnh là tâm quan sát làm việc na cảnh, thì như vậy ba quan sát này nó hưởng cảnh dư của cái lộ động tấp. À, thì như vậy ba quan sát này nó không làm việc quan sát nữa mà lúc này nó làm việc na cảnh mà hưởng như là mót đó. Thường thường ngày tịnh sự ngày dịch là mót đó. À, là ăn mót rồi đó, ví dụ ăn xong rồi hết đâu rồi mình còn chép chép miệng mấy cái thì giống như là na cảnh là chép miệng là cái còn dư mót dư tàn rồi đó, thì quan sát lúc này nó làm việc na cảnh thì như vậy nó có trong nó có thể đi qua ý môn được, nắm được không quý vị, nó được không ăn lâu chưa đều hiểu không Linh rồi, Nguyên Trang, Châu Nguyễn, nắm được không? Được không? Rồi, ok. Rồi bây giờ hai tiếp thâu được không quý vị? Tiếp thâu được không? Tiếp thâu được không? Một người dạ, một người có, một người không. Còn ai nữa không? Chánh tâm không luôn. Nguyên Trang có hả? Nguyên Trang có. Còn ai nữa không? Không. Rồi.
Đây là nguyên trang sai rồi, Soma cũng sai rồi, tiếp thu làm sao có được, tiếp thu nó chỉ tiếp thu cảnh bên ngoài vô thôi, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thôi, cảnh pháp thì không thể có tiếp thu. Không thì bắt quỳ nhang chứ có gì đâu, bắt về quỳ nhang 10 phút. Rồi. Hiểu chưa, tắm lên chưa quý vị? Tiếp thu không thể có nha, tiếp thu nó chỉ bắt cảnh ngủ thôi, cảnh sắc thinh khí vị xúc thôi, cảnh pháp không bắt được, thì nó không qua lỗi môn được. Rồi 24 dục giới tịnh hảo có không? 24 dục giới tịnh hảo. Alo, 8 tâm thiện, 8 tâm quả thiện, 8 tâm di tạc có luôn, xa thứ cái này là dễ quá, bắt buộc phải có, đó là đương nhiên nó phải đi qua rồi, có ha. Rồi đó lại có cái gì, giờ lấy 5 tâm thiện sắc giới, tức là 5 thiện sắc giới có không, 5 tâm thiện sắc giới có không, 5 thiện sắc giới có ha, 5 quả sắc giới có không, 5 tâm quả, 5 tâm quả sắc giới có không, 1 chánh tâm là 0, bên nhà là có, nguyên trang là 0, ai nữa không, 5 tâm quả sắc giới có không, Long Triều có, còn ai nữa không? Sư Linh đâu rồi? Sư Linh nó mất tiêu rồi. Sư Linh phải học làm gương rồi. Nghe Sư Linh mới vô tù mà Sư Linh không thuộc bài là chết đó. Có luôn. Được chưa? Chắc không phải không? Lâm quả làm sao có được cái gì? Lâm quả sắc giới nó chỉ làm vận sự là tục sinh, hậu kiếp, tử. À, mà hộ kiếp chính là ý môn, từ bản thân của cái tâm quả sắc giới nó làm việc hộ kiếp chính nó là ý môn, thì nó làm sao qua ý môn được, đúng chưa? Nguyên Trang quá giỏi ha, Nguyên Trang zero quá giỏi, chánh tâm cũng zero luôn, quá giỏi luôn, tức là giờ năm tâm quả sắc giới không thể nào qua ý môn bởi chính nó là ý môn, cái gì đó được không? Hello. Hello. Nắm được ha, nắm được ha. Rồi qua qua được, qua được chưa? Hiểu rồi ha, dễ ẩn ha, có gì đâu được khó nè. Rồi năm di tác sắc giới có không quý vị? Năm di tác sắc giới. Hello. Có. Có Nguyên Trang rồi, Soma có luôn, có luôn, Nguyên Trang có luôn, Châu Nguyễn đã mất rồi, rồi có luôn ha. Rồi xà thú về năm di tác sắc giới nó cũng qua luôn ý môn, bởi vì nó thuộc về tâm thiền. À, nó phải đi qua ý môn không, năm di tạng sắc giới, ok, suy nghĩ xa thú, suy nghĩ được là tốt rồi, động não là phát sanh trí tuệ. Rồi bốn tâm thiện vô sắc giới có không quý vị? Có luôn, xa thú chính xác ha. Rồi ai cũng hiểu ha. Rồi bốn tâm quả vô sắc giới có không quý vị? Bốn quả vô sắc giới. Alo. Không không không, nắm được ha, không biết ha. Biết biết là bốn tâm quả vô sắc giới làm việc khổ kiếp, bởi vì nó chính là ý môn. Không. Rồi bốn di tác vô sắc giới có không? Alo. Có luôn, xa thú chính xác ha. Có luôn. Rồi. Bây giờ tám siêu thế có không quý vị? Tám siêu thế có qua ý môn không? Hello. Có luôn, xà thú ha, nó bắt buộc phải qua ý môn ha, để bắt cảnh đi bàn ha, phải đi qua ý môn ha. Tám siêu thế. Rồi bây giờ tám, 67 tâm. Rồi, bây giờ mình gom lại ha.
12 bất thiện cộng 3 quan sát. 12 bất thiện cộng 3 quan sát cộng 1 kháng y môn. Một kháng y môn, một ưng cúng vi tiếu, một ưng cúng vi tiếu, hai mươi bốn dục giới tịnh hảo, 24 dục giới tịnh hảo, 5 thiện sắc giới, 5 thiện sắc giới, 5 duy tác sắc giới. Bốn thiện vô sắc giới. Bốn duy tác vô sắc giới. Tám siêu thế. Rồi, như vậy là 67 tâm có đầy đủ không? Trừ ra ngũ sân thức. Ngũ sân thức thì không thể nào đi qua ý môn được. Trừ qua ngũ sân thức, ba ý giới cũng không thể đi qua ý môn được, đúng không? Chính quả đáo lại cũng không thể đi qua ý môn được, bởi vì chính nó là ý môn. Còn ghi là trừ ngũ sân thức, ba ý giới, chính quả đáo lại. Ba ý giới là hai tiếp thâu với một kháng ngũ môn, đúng không? Ba ý giới, nhớ cái này nha, ba ý giới, hai tiếp thâu một kháng ngũ môn. Nó chỉ qua cảnh ngũ thôi, chứ nó không qua cảnh ý được, không qua cửa ý được. Trừ ngũ sân thức, ba ý giới, chính quả đáo lại. Rồi, ok, nắm được chưa? Alo, nắm được chưa? Cho biết để được rồi ha, hiểu hiểu ha, dễ ở không có gì ha. Rồi xuống dòng vô phần tiếp theo. Tâm lương môn và không, tâm lương môn và không, tâm lương môn và không nương, ghi luôn cho đủ. Tâm lương môn và không nương, tâm lương môn và không nương, à, cái bữa chính ha. Đứng dòng phân loại có năm, phân loại có năm, một nhất môn, số một là nhất môn. Chữ Bali đây. Nhất môn. Ê ca đoà rí căng. Nhất môn. Ê ca đoà rí căng. Có 36 tâm. Có 36 hoặc 68 luôn, hay không lấy 40 hay lấy 8. Nếu gì lấy 8 tâm siêu thế thì mình ghi là có 36. Muốn thích cái nào, muốn lấy 40 thì nó là 68. Thì muốn lấy cái nào, lấy 8 đi ha. Lấy 40 ha, lấy 40 rồi là 68 tâm. Lấy 40 nhất môn, nhất môn thì có 68 tâm. Đúng không ạ? Ngủ xong thức phải 18 tâm động tốc đáo đại, thì những tâm nào nó đi chung hết như vậy đó, có đầy đủ hết trơn rồi, nó coi như là không thiếu cái tâm sở nào hết. Nó tới 67 tâm không ạ? 12 bất thiện có, di tác có, dục giới có, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế có luôn, đầy đủ thì mình có ghi đó. Là nó có 52 luôn á, muốn ghi có 52 luôn. Có
68 tâm là lấy luôn 40 nha, là có 68 tâm nhất môn, có 68 tâm tức là một môn nhất môn, tức là vô một môn à, có 68 tâm mở ngoặc ngủ xong thức 7 18 động tốc đá đại 7 40 siêu thế mở ngoặc lại ngũ thức 18 động tác đại 40 siêu thế. Rồi tại sao ngũ xong thức mà được gọi là được xếp trong cái gọi là nhất môn quý vị? Ai biết không? Tại sao? Alo. Ngũ xong thức là gồm cái gì đâu? Vì nó chỉ bắt ngộ cảnh duy nhất của nó, của riêng nó ha, là nó chỉ có như vậy nó qua được có một môn thôi. Xa thú nguyên trang giỏi quá trời giỏi luôn. À, ví dụ như nhãn thức thì nó chỉ qua được có nhãn môn thôi, đúng không? Thành ra nó chỉ được có một môn. Ý thức, tỷ thức, tiểu thức như vậy, mỗi cái nó qua một môn riêng đó. Thì như vậy là nó chỉ được có một môn, một cửa để nó làm việc thôi. Ngũ xong thức. Được chưa? Quý vị nắm lên, alo. Rồi, 18 tâm động tốc đáo đại là tâm gì quý vị? 18 tâm động tốc đáo đại là tâm gì? Năm thiện sắc giới, xa thú, tiếp tục. Gì nữa? Năm duy tác sắc giới luôn. Rồi, là 10. Rồi, mới có 10 à. Giờ sao nữa? Bốn thiện vô sắc, xa thú, xa thú, xa thú. Rồi, cái chót nữa. Bốn duy tác vô sắc. À, thì như vậy là mình có 18 tâm làm việc động tốc đáo đại. À, làm tổng lại đi qua có một môn à, tại sao? Alo. Qua ý môn xà thú, xà thú bộ động tốc là chỉ của tâm thiền, thuộc về tâm thiền, nó chỉ có qua một môn là ý môn tâm thiền. Rồi rất là xà thú ha. Rồi quý vị khác nắm được chưa? Alo. Gì đó nắm được hết chưa? Somagihi nắm được không? Alo. Somagihi được không? Dòng Nguyễn nắm được không? Alo. Tâm thiền nó chỉ qua ý môn, thành ra nó được gọi là xếp vô nhóm nhất môn. Được không? Trong Nguyễn không hiểu sao im ru rồi trời. Chỉ có một cái túi bỏ tiền vô thôi chứ đâu có nhiều túi đâu. Một túi đó vô một cửa là mất tiền và trống luôn. Rồi trốn thôi. Tới 40 siêu thế. Tại sao có một món gì 40 tâm siêu thế? Bốn mươi tâm siêu thế. Rồi xa thú là chỉ có đồng lộ ý môn mà bắt lấy cảnh niết bàn, chứ không có bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà chỉ bắt cái cảnh người ta kêu là cảnh niết bàn người ta, nhưng mà thực sự đó là một cái trạng thái mà mình cũng không biết được nó đâu. Biết được cái gì mà vô sanh bất diệt là mình chứng rồi nó biết không à, thì như vậy gom lại tổng kết là nhất môn có 68 tâm, đều ghi lại cho đều 68 tâm ngũ xong thức, 18 tâm động tốc đáo đại và 40 tâm siêu thế.
và nhất môn. Triệu té là té xuống ngoài ta. Hiện là thiện xuống ngoài nè. Rồi qua được chưa? Qua được hai nhất môn rồi ha. Triệu nghe qua đâu. Được rồi ha. Rồi ok. Rồi, số 1 là nhất môn là xong ha. Rồi, Triệu cũng muốn nãy có ghi chưa? Hay là ghi lại hết đi. Ghi lại cái nhất môn cho đầy đủ đi. Có rồi ha. Ok, rồi số 2 là ngũ môn. Nãy nhất môn ha, giờ tới ngũ môn. Bình cha đoà viết căng là ngũ môn, tức là năm cửa. Năm cửa, ngũ môn ha. Để cho biết là có ba tâm. Ba tâm. Ngũ môn ba tâm. Mở ngoặc hai tiếp thâu cộng một kháng ngũ môn. Hai tiếp thâu cộng một kháng ngũ môn, tức là ba ý giới đó. Tức là kêu ba ý giới, bằng ba ý giới thì đóng ngoặc lại cho dễ hiểu. Hai tiếp thâu cộng một kháng ngũ môn, tức là ý giới đó, ba ý giới. Thì tại sao chỉ có ba cái tâm này nó đi qua năm môn mà những cái tâm khác không được qua một cái ý giới đó, ba cái ý giới này đó không qua được năm môn, lý do tại sao? Ngũ môn nào năm cửa, năm cửa, ngũ môn là năm cửa, cửa nhãn, cửa nhĩ, cửa tỷ, cửa thiệt, cửa thân, năm cửa một lượt không. Bây giờ nó qua năm cửa này, ta cho mình biết là nó có ba tâm, tức là hai tiếp thâu và một kháng ngũ môn. Thì tại sao ba tâm này mà qua được năm môn, lý do tại sao? Hello. Chánh tâm và cảnh ngoại còn gì nữa không? Thì ai lên nói được lên nói nha, nhường biết cho nói ngay chút xíu cho em thay đổi không khí nha. Rồi mời quý vị lên trình bày được, trình bày cái này coi. Dạ, con kính chào sư Duy Linh, con kính chào thầy Kinh và con xin chào cả lớp. Lý do là tại vì nó qua chỉ năm cửa thôi, là giống như là mắt, nó tiếp mắt sắc, nó tiếp cảnh sắc, mắt tai. Mắt, tai, mũi, nó chỉ bắt từng cửa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nó chỉ tiếp cảnh sắc ở ngoài thôi, nó không phải là ý môn cảnh ở bên trong. Nên khi nhãn thức tiếp được cảnh sắc thì nó chỉ tiếp một cảnh, là nhãn thức nó chỉ bắt cảnh sắc. Thí dụ như nhĩ thức nó chỉ biết cảnh thinh ở ngoài là một âm thanh thôi, cho nên nó chỉ biết cảnh ngoài
chứ nó không có biết cảnh nó trong là như vậy. Theo con nghĩ như thế. Dạ, thôi con xin xuống bích. Cảm ơn. Nam mô Bụt Tha dạ. Cũng biết nhưng mà như biết chưa hết, biết chưa tới. Biết chưa tới nên lên trả bài, trình bày lộn xộn. Bây giờ kháng ngũ môn nè, tại sao nó biết được năm môn, nó có thể đi qua được năm môn? Kháng ngũ môn. Giờ tâm kháng ngũ môn có gì biết nắm được kháng ngũ môn không? Kháng ngũ môn đi qua được năm môn, năm cửa. Bởi vì khi mà cảnh sắc sanh lên, nó đi vào cửa mắt, thì kháng ngũ môn nó sanh lên, nó lương qua cửa mắt, đúng chưa? Là một môn. Quý vị nắm được không? Alo. Điều cảnh sắc tiếp xúc vào con mắt, thì kháng ngũ môn nó sanh lên, nó lương qua cửa mắt là một. Rồi cảnh thinh sanh lên, tiếp xúc vô lỗ tai thì kháng ngũ môn nó cũng sanh lên, nó cũng nương lên nhĩ môn là hai. Cảnh tỷ, cảnh mùi nương qua tỷ tỷ môn, kháng ngũ môn nó cũng sanh lên, nó nương qua tỷ môn. Cảnh vị sanh lên, tiếp xúc với là tỷ thức là thiệt môn, kháng ngũ môn nó cũng sẽ lên, nó lên môn. Rồi cảnh xúc tiếp xúc với thần kinh thân, tiếp xúc với thân môn, thì thân thì lúc này kháng ngũ môn cũng sẽ lên. Bây giờ thấy không? Tức là kháng ngũ môn nó có khả năng nó nương qua cả năm môn. Chứ nhãn thức thì không thể nương qua năm môn, nó chỉ nương nhãn môn. Nhĩ thức chỉ nương nhĩ môn, tỷ thức chỉ nương tỷ môn, thiệt thức nương thiệt môn, thân thức nương thân môn. Nhưng mà kháng ngũ môn nó nương cả năm môn, môn nào nó cũng nương được hết. Hãy sắc thinh khí dĩ xúc sanh lên là nó nương được cả năm môn luôn. Cho nên được gọi là kháng ngũ môn. Đúng rồi không? Alo. Alo. Được không? Gì đó mới... Rồi. Soma nắm được không? Soma có hiểu được ý này không? Được rửa gì? Năm cán. Năm cái là việc gì? Không phải mở cửa. Kháng ngũ môn mở cửa. Kháng ngũ môn là nó sanh lên lương qua năm môn. Tức là môn nào sanh lên, môn nào mở, nó mở nó cũng lương được hết. Nó làm việc là nó lương qua năm môn. Tức là hãy nhãn môn mở cửa thì nó sanh lên nó lương đó. Nhĩ nó cũng được, mà thiệt cũng được, thân cũng được. Là nó lương khắp năm môn. Năm môn nào sanh lên nó cũng làm việc được hết. Tức là nó đặc biệt là như vậy. Nó là kháng ngũ môn. Được chưa? Năm môn căn môn rồi cũng vậy ha. Rồi bây giờ tới hai tiếp thâu thì cũng vậy luôn. Hãy mà tiếp thâu hay cảnh sắc vô là nó cũng đương lên con mắt, tiếp nó thâu cảnh mấy cái căn kia nó cũng vậy ha. Nhĩ tỷ thiệt thân thì tiếp thâu nó cũng là làm được hết. Thì như vậy là kháng ngũ môn hay tiếp thâu, nói chung là ba ý giới nương được năm môn. Được chưa? Nắm được không? Alo, cho biết để nắm được thì qua cái mới. Nắm được ý ha, hiểu được là ok ha, hiểu bài được là muốn mình đi qua mấy cái khác rồi muốn mình vô tới lộ trình tâm này kia, mình mới thấy khi mà nói tới đâu mình nắm tới đâu, nắm tới đâu liền ha.
nó mới hiểu được chứ thôi là bơi nữa, bắt đầu bơi trong pháp nữa, mà biển pháp thì mênh mông mà mình bơi trong đó thì thôi rồi xong. Bơi trong pháp là coi như chỉ có chết chìm thôi. Rồi tới số 6. À, tới số mấy rồi? Số 3 nha. Số 3 là lục môn. Chánh đoà rít căng lục môn. Chánh đoà rít căng. Tức là 6 cửa nha. Chánh đoà rít căng 6 cửa. Có 31 tâm. À, tôi cho mình biết là có 31 tâm. Tức là 31 tâm này đương được 6 cửa. 12 tâm bất thiện được không quý vị? 12 tâm bất thiện nương qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn được không? Qua ý môn được không? Alo. Có, đúng rồi. Đúng rồi, xà thú ha. Rất là xà thú ha. Rồi một cái quan sát họ hỷ nương qua lục môn được không quý vị? Quan sát họ hỷ có Nguyên Trang đâu rồi, Soma đâu rồi, Đông Triều đâu rồi, Châu Nguyễn trốn nó mất luôn rồi, học giỏi quá trốn mất rồi. Có luôn, à, quan sát hoa hỷ, nó có thể quan sát cả năm cảnh ngoài và cảnh nội phần luôn. À, nó quan sát được luôn. Rồi, đúng không? Rồi, kháng ý môn được không quý vị? Kháng ý môn qua được sáu cửa không? Alo. Có luôn, xà thú kháng y môn, nếu mà nương qua trong năm cửa đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó làm phận sự là xác định cảnh, nhưng mà trong ý môn thì nó làm việc là kháng y môn, là làm việc mở đường cho lộ động tác sanh ha. Như vậy kháng y môn có luôn. Ưng cúng vi tiếu có không quý vị? Alo, ưng cúng vi tiếu. Có luôn, xà thú, cũng đầy đủ ha. Có luôn. Rồi, tám thiện dục giới tịnh hảo có không? Alo, tám thiện dục giới tịnh hảo. Có luôn, xà thú ha, xà thú. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo có không? Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Không, ủa sao biết hay ta? Hay là rồi ok xa thú rồi tám di tác dục giới tình hảo có không? Tám di tác dục giới tình hảo, tám di tác dục giới tình hảo có luôn xa thú ha. Rồi như vậy lục môn tức là sáu môn, lục mạch thần chưởng ha là sáu môn, có 31 tâm. Ghi lại ha, 12 tâm bất thiện đều ghi lại đều 31 tâm, 12 tâm bất thiện. Tâm quả dục giới nó là hậu kiếp mà nó là chính, nó là ý môn, nó là môn một cái môn rồi thì nó đâu có làm môn nữa, nó chỉ nó làm chính, nó là môn nữa, môn gì nữa. 12 tâm bất thiện, một quan sát hỷ, một kháng y môn, một ưng cúng vi tiếu, một một cái video rồi, tám thiện dục giới tịnh hảo, tám di tác dục giới tịnh hảo, rồi ba thiện đương qua sáu môn thì gồm có 31 này. Những tâm chúng ta dồn đây chúng ta mình thấy thiếu, thấy lão đại không có nè, siêu thế không có,
Bởi vì mấy cái đó nó chỉ có một môn thôi, hồi nãy mình đã học rồi, nó chỉ qua ý môn thôi, chứ nó không có qua những cái môn khác. Cho nên đối với lục môn thì chỉ có những cái tâm đi qua lục môn là 12 bất thiện, một quan sát hỷ, một kháng ý môn, một cái cũng bị tiếu, 8 thiện dục giới tịnh hảo, 8 di tác dục giới tịnh hảo. Rồi ha, nắm được không? Rồi dẫn số 4, môn và không môn. À, bắt đầu cái này mình mới hiểu nè. Thì giờ học tới này là lục môn và không môn. Lục môn và không môn. Tòa ra quý bút tà nề qua lục môn và không môn. Có thắc mắc được là hiểu bài đó, trả thú ha. Lục môn và không môn. Tâm, có 10 tâm, ta cho mình biết là có 10 tâm. Có 10 tâm. Hai tâm quan sát thọ xả, cộng 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Thì ở đây mới bắt đầu vấn đề đưa ra ha. Mình mới lôi xuống vấn đề này mình thấy nè. 10 tâm là hai tâm quan sát thọ xả và 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Thì như vậy có 10 tâm đi qua 6 môn và kho môn nào? Đọc chiêu cái đó không? Đọc đáo là cái chỗ này mình mới thấy vấn đề, nó lôi ra cho mình thấy. Hai tâm quan sát thọ xả và 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Rồi, bây giờ hai tâm quan sát thọ xả. À, hai tâm quan sát lôi xuống và hai tâm quan sát thọ xả này á, nó qua 6 môn. Bởi vì thứ nhất nếu nó qua 5 môn á thì nó làm việc quan sát. Quan sát cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì lúc đó nó làm việc quan sát. Và lương 5 môn. Đúng chưa? Nắm được không? Hello. Rồi, à, bây giờ mình ghi ra hai quan sát thọ xả khi làm việc quan sát lương 5 môn. Ghi ra hai quan sát thọ xả khi làm việc quan sát thì lương 5 môn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn. Rồi xuống dòng, khi làm việc na cảnh thì nương 6 môn. Khi làm việc na cảnh thì nương 6 môn. À, bởi vì khi làm na cảnh thì nó là hưởng mót lại cảnh của động tác, thì lúc đó nó nương qua luôn được cả 6 môn. Môn nào nó cũng làm việc được hết không? Thì khi làm việc na cảnh nó nương 6 môn. Rồi xuống dòng, nhưng khi làm việc tục sinh, hỗn kiếp và tử thì không nương theo môn nào hết. Không thể nương theo môn nào cả. Nhưng khi làm việc tục sinh, hậu kiếp, tử thì không nương theo môn nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì làm tục sinh, hậu kiếp, tử thì chính nó là môn. Nó là môn rồi thì nó nương môn nào nữa. Hiểu không? Là khi mà một người tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì ngay quan sát thọ xả nó là môn rồi, nó chính nó là môn rồi thì nó không được gọi là lương môn nào nữa mà chính nó là môn. À, thì như vậy hai tâm quan sát thọ xả này khi nó làm việc tục sinh hậu kiếp tử thì nó không lương môn nào cả. Cho nên hai tâm quan sát này vừa lương cả 6 môn vừa không lương môn nào. Cho nên cái mục thứ tư mình học là lục môn và không môn. Nắm được không? Alo. Sao mà hiểu ha? Giỏi quá ta. Hạch sảy ha. Vậy là lớp mình vi pháp này là có kết quả thành tựu rất là khả quan ha. À. Đúng rồi, xa thứ ha. Đúng là nó có làm gì khác nhau ha. À, cho nên nó lúc mà nó đương 6 môn, lúc nó không được môn nào. À, thì vậy ý nghĩa của hai cái tâm quan sát nằm được xếp vô cái mục lục môn và không môn. Đó là như vậy. Quý Trang hiểu không? Alo. Quý Trang, Châu Nguyễn. Đâu mất hết rồi, trốn đâu mất hết rồi.
bên nhóm đồng triều, hiểu không? Alo. Rồi ha, rồi được cái một ha, hai cái sao. Rồi bây giờ tới tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Tại sao nó nương lục môn và không môn? À, thì bây giờ tám tâm quả dục giới tịnh hảo khi mà nó làm việc na cảnh hay gọi là thập di mót á, à, khi mà tám cái tâm quả dục giới tịnh hảo này nó làm việc mót á, thì nó nương cả sáu môn. Rồi mình ghi ra tám tâm quả dục giới tịnh hảo, à, khi làm việc na cảnh thì nương cả sáu môn. Cả sáu môn đúng chưa? Thì khi làm việc na cảnh tức là nó hưởng cảnh mót của lộ động tác, mà lộ động tác này bắt từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì như vậy tám tâm quả dục giới này tại sao được xếp vô cái chỗ lục môn và không môn? Bởi vì tám tâm quả dục giới khi làm việc mót, làm việc thập di, làm việc na cảnh thì nó nương được cả sáu môn. Nắm được không? Nắm được hết không? Alo, Nguyễn Trang nắm được không? Đang nắm được không? Đồng triều hiểu không? Nguyên đang nắm triều rồi. Hiểu không? Hiểu không? Đừng nói về suy nghĩ bức đốc bức tay nhức đầu nhức cổ nha. Hiểu không? Nói giờ nó giải thích còn hơi ráng chịu. Đừng sao qua cái bài còn khó nữa. Đừng sao qua cái bài về đối tượng nó còn khó hơn nữa. Rồi. Tám tâm quả giới khi làm việc thập di, à, thì nó nương qua sáu môn. Rồi xuống dòng. Khi làm việc tục sinh hổ kiếp tử thì chẳng nương môn nào. À, nghĩ thêm. Khi làm việc tục sinh hổ kiếp tử thì chẳng nương môn nào. Bởi vì chính nó là môn. Chính nó là cái cửa rồi thì làm sao nó nương cửa nữa. Đúng rồi, à, được chưa? Nắm được không? Tức là mục số 4 là nói về lục môn và không môn, tức là nó nương sáu cửa và không nương cửa nào, thì nó cho mình biết là có 10 tâm, 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Bởi vì 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm dục giới tịnh hảo nó làm nhiều việc, à, nó làm việc quan sát cũng có, nó làm việc thập di cũng có, à, thì như vậy nó nương vừa sáu môn mà vừa không nương môn nào. Cũng như tâm dục giới quả, dục giới tịnh hảo thì nó làm việc mót thì nó nương cả sáu môn, còn nó làm việc tục sinh hậu kiếp tử thì nó chẳng nương môn nào. Vì vậy sáu môn và không môn được xếp ra cho chúng ta biết, và có 10 tâm, ý nghĩa nó là như vậy. À, học cái ví dụ pháp này chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề mà nó, một cách mà mình thực sự nếu mình không học thì chắc không thể nào mình biết được. Mà không học không thế nào mình nghĩ ra được cái này. Cái này làm sao mà với phàm phu tục tử của mình mà có thể hiểu được những cái pháp này. À, ngoại trừ những bậc chánh đẳng chánh giác mà thánh thấy được để lại cho mình. Mà giờ mình học được, mình hiểu được. Đây là một đại phước của mình ha. Một cái phước lớn vô cùng. À, rất là xa thú trong đời này ha. Rồi đó là cái số 4 là lục môn và không môn. Rồi cái số 5 là vô môn. À, vô môn. Vậy hay nghe nói là vô môn thiền tự nữa ha. Là trưởng vô môn, một cái kiếm hiệp vô môn. Vô môn là chữ này ha. À, đoà ra quý bút tà nê qua. Vô môn. Vô môn là chính tâm. Có chính tâm. Là chính tâm quả đó đại xa thú bên LMC ha, xa thú chính tâm quả đó đại, chính tâm đó là chính tâm quả đó đại, được gọi là vô môn. Chính quả đại vô môn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tâm quả đó đại này á, nó chỉ có làm một cái, làm cái phận sự là tục sinh hậu kiếp tử thôi.
Nó làm việc lục sinh lục kiếp tử thôi, nó cho nên nó không có nương môn nào hết, bởi chính nó là môn. Trên những cái loại tâm quả đại này, những cái tâm, những cái cảnh giới thiền thì nó không có cái vụ mà móc cảnh móc kiếp gì đó ha, nó không có na cảnh na kiếp gì đó. Cho nên nó không có làm những nương qua những môn khác. Trên đây là tạo tâm thiền, những bậc thiền, những bậc giữ mà, thì nó không có vụ cảnh lộn xộn đó. Thành ra đó, chỉ tâm quả đại chỉ làm việc tục sinh tục kiếp tử, cho nên chẳng nương môn nào, đó là vô môn. Đoà ra quý bút bà nè qua vô môn. Hello, rồi quý vị nắm hết bài chưa? Hello. Như vậy hôm nay là mình học được toàn bộ cái bài về môn, để chúng ta thấy được là những loại môn là những loại như thế nào, những cửa nào, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Xưa giờ mình nghe vô nghe giảng pháp thì nói sáu môn sáu căn này đó, rồi mình cũng mình hiểu theo kiểu mà giống như mình hiểu cái vỏ bên ngoài thôi, nhưng mà bây giờ mình học vô rồi mình mới thấy nó là một cái vấn đề mà khủng khiếp này ha. Ngày xưa chúng ta học học nói thôi nó không hiểu gì, ngày xưa học theo kiểu mà cấp tốc đó quý vị, ngày xưa người ta dạy là cấp tốc người ta vô cái đọc theo bài rồi xong về xong cái này bắt đầu bứt tóc, bứt tóc bứt riết sói luôn bứt hoài sao không hiểu sói đầu luôn. Cái này mình không có chú giải là mình vô phương không gặp nào mình hiểu nữa. Như quý vị đọc cái Bali nãy đọc đố quý vị hiểu trong đó nói gì, trong Bali ta nói vậy nhưng mình đọc mình không hiểu, không hiểu mà. Nhưng mà khi mình lôi ra hết từng phần, chú giải là hết từng phần, mình sẽ thấy vấn đề nó bắt đầu giống như là một cái gì đó nó bí ẩn mà bây giờ mình khai phá, mình mở ra từ 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 mình mở vấn đề đó, nó sẽ lòi ra tất cả những cái gì mà ẩn tàng bên trong. Thành ra khi mình học Vi Diệu Pháp là giống như mình phá nở những cái gì mà nổ, những cái gì mà nó ẩn bên trong mà bao lâu nay mình cứ tưởng là mình hiểu biết, mình nắm được, nhưng mà khi mình học rồi mình thấy mình không biết gì hết. Học rồi mới thấy, tức là hồi xưa lúc chúng tôi đi học á, vô học rồi mấy anh thầy nói lớp này á, ta kêu là cái lớp phá ngu, vô là lớp phá ngu, ngồi nói vừa phải thôi chứ mình tự ái không đó, mình cũng dân trí thức này kia mình cũng tự ái chứ, cái tôi mình cũng có tự ái gì học phá ngu ông gì quá đáng, đâu nổi ngu dữ vậy, mình cũng có học hiểu biết mà mình cũng là thầy giải học đủ thứ, kêu mình học lớp phá ngu. Nghe cũng quê quê cái gì, nghe từ ái quê. Nhưng mà khi học học rồi á, vô học rồi mình thấy ủa sao càng hèm, càng thấy mình càng ngu rồi trời. Học càng lúc càng thấy mình ngu, ngu dữ, ngu lỗi mà họ đưa bài về mình học cho mình không hiểu nói gì đâu nữa. Mà không ai giải thích, không ai cho nên mình không hiểu, mình mới thấy là mình ngu thiệt luôn đó, mình thấy quá ngu. Rồi sao năm này năm khác năm nọ nghiên cứu là lục sách lục vở coi kinh coi điển, sao cả chục năm, hai chục năm, ba chục năm mình mới hiểu được cái vấn đề nó rõ ràng, nó được cái sâu sắc được. Thì bây giờ quý vị làm những vị là đại phước ha, là bước vô một cái là nắm được liền ha, hiểu được liền, sung sướng là, giống như là có người ta nấu sẵn cho mình lên mình ăn liền, mình phải re cái gì sướng mà. Còn ngày xưa chúng tôi coi như là mò, giống như mò kim đáy biển vậy. Vô này thiệt đúng là giống như mò kim đáy biển thiệt quý vị. Càng lúc mình càng vô mình thấy khùng luôn, học thời gian chán, học hồi đó chúng ta học thời gian chán là buồn chịu không nổi, phải công nhận mình suy nghĩ nữa mình điên á. Nếu cái này không có chú giải, không có những bậc thánh người ta ghi chú giải lại để mình hiểu á, là mình điên thiệt á, học thời gian khùng luôn. Thật ra nhiều người học xong á, từ họ họ Lê, họ Đặng, họ Nguyễn gì nó thành ra họ Tôn hết nè. Học thời gian cái thành họ Tôn, thành Tôn Ngộ Không hết. Cái cục khùng nhảy lên đó là cái vấn đề mà tại sao mà cái Phật pháp thâm sâu khó hiểu khó bàn là ở cái chỗ vi tế mà rất là vi diệu, mà bây giờ mình chỉ trong cái pháp học thôi mà mình thấy là mình giống như mình bơi trong biển pháp, chứ huống chi mình đi vô pháp hành nữa thì không biết sao nói.
quá trời thâm sâu. Và khi mình vô được là mình rất là xa thú. Đây là cũng là cái phước của tất cả chúng ta ha. May mắn là mình còn sanh làm người, mình còn là người ha, mình còn gặp được giáo pháp, mình còn học được những cái điều thâm diệu này để mình thâu góp bỏ vốn cất trong túi mà ha, cất để dành những kiếp sau nếu mà có sanh lại thì cái pháp này nó cũng gìn giữ cho mình không có bị rơi vào trong những cái tà kiến, không bị dính mắc vào trong những cái pháp môn mà được gọi là đưa mình vô cái ảo tưởng, đưa mình vô những cái mà quyền diệu mê tín này ha. Mình nhờ có cái chủng tử về Phật pháp thâm sâu vậy đó, thì mình đụng chuyện mình thấy thì chính chúng tôi cũng khải nghiệm, mình trải nghiệm mình thấy nếu mà trong những kiếp trước mà mình không có học cái này á thì chắc chúng tôi giờ chắc cũng sách bị đi vòng vòng ngoài đường đó, đi theo mấy ông đạo sĩ này, đi vòng vòng. Ngày xưa mình cũng theo mấy đó mình luyện dữ lắm, giờ chắc cũng sách túi sách bị đi vòng vòng miệng nói lẩm nhảm vậy đó, cũng đắc rồi, lúc đó đắc rồi mà không biết đắc cái gì thôi. Đó là cái tuyệt vời nhất mà khi mình đạt được giáo pháp, và tuyệt vời nhất là mình hiểu được giáo pháp, mình nắm được giáo pháp. Thôi là mình giờ thôi không biết sao, cũng may mắn phải nhận nhìn tôi, chúng tôi quán là cái quan sát là cái quá khứ đời sống của mình, mình phải công nhận mình quá may mắn chứ thôi giờ mình điên. Nếu mà có cái luyện theo mấy cái đó chắc chúng tôi điên đó, luyện về thiền rồi luyện về chú rồi luyện về nhập thất nhịn ăn rồi chúng ta luyện nhiều thứ lắm à, mà mình sao mình thoát được cũng là một cái điều lạ. Với những người người ta không có luyện, người ta không sao thì cũng đỡ, còn mình dấn thân mình vô hy sinh mình cả đời mình nhảy vô luyện ba cái đó cũng may phước là thoát ra được, chứ không thôi là thôi giờ thành những khùng đi sách đờn đi giống như khùng đi xin ăn luôn. Thì đó luyện mở lương xa đó, luyện dữ dằn lắm, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần hư, bắt đầu nhập thất vô nhịn ăn luôn 7 ngày rồi nhịn vô, bắt đầu luyện khí công này kia dữ dằn lắm, luyện qua mật tông luôn, luyện qua chú mật tông rồi quýnh võ rồi đó. Chúng tôi luyện mật tông, luyện mấy cái chú rồi quýnh được võ dữ lắm quý vị, ghê lắm bạn, quýnh ghê lắm, võ nào cũng được á, chỉ cần đọc tên thôi, đọc bài thiệu là quýnh à. Đọc nữa ví dụ như là Giáng Long Thập Bát Chưởng rồi kêu là quýnh à, đọc mấy cái bài thiệu của mấy môn võ đọc tới đâu quýnh tới đó, đọc tới đâu quýnh tới đó, ghê lắm. Còn nhận mấy cái môn đó nó cũng ngầu thiệt, nhưng mà nếu mà tập thời gian chắc là giờ cũng xong luôn rồi. Đó là cái này đâu có nhớ, cái này đâu cần nhớ, chú mà chú thuật mà đâu cần nhớ, chỉ cần nói là làm thôi chứ không cần nhớ. Nó không phải bùa ngải, nó bên phái mật tông nó phải bùa, mình chỉ lần luyện cái câu chú về Bali thôi, nó cũng là cái mình không giải thích được à, nó lạ lắm. Rồi đó chúng ta luyện câu chú đó, ngồi thiền mình tập, mình đọc câu chú đó giống như mình tụng thần chú đó, mình đọc câu chú đó xong cái bắt đầu tự nhiên cái người nó ngã ra, nó không phải cà tha luôn, nó có nó đọc bình thường thôi, cái câu cũng như giống như câu Bali mình, mà nó có cái lạ đó. Đọc cái tự nhiên cái mình đang ngồi xếp bằng, mà ngồi xếp bằng đọc câu chú thời gian cái nó bắt đầu nó phê đó, cái bật ngửa ra, cái người mình nó ngửa ra, cái gì ngửa ra xa ở xa tuốt rồi xa, hai cái chân dở lên luôn mà không té nha cái gì. Cái gì thử ngồi xếp bằng mà mình bật ngửa ra coi, hai cái chân dở hỏng là mình té luôn à, té lộn mèo luôn à, té mà này không té đọc lắm à, nó có những cái mà phải công nhận làm như có ai đó kế bên mình dịnh mình hay sao đó. Mới đầu nó ngã ra, bắt đầu dưng mình cũng sợ à, cũng sợ à, nó ngã ra tuốt rồi sao rồi cái, mình quảng hồn sợ, nhưng mà mình bình tĩnh là kệ nó coi sao à, sau thời gian luyện cái, bắt đầu bẻ cái miệng nó vậy, làm như có người bẻ miệng mình à, bẻ miệng mình rồi nói à, bẻ miệng mình là phát ra cái ngôn ngữ luôn, phát ra tiếng luôn à, phát ra nói là ta cho con hạnh phúc, trời nói rồi đó, bẻ ra miệng nói là mà nghe mình ớn mình sợ luôn, nó buồn là không dám tập nữa, ghê quá. Làm như có âm binh hay là có thần nào đó kế bên mình à, thì khi mà mình bị mấy cái đó đó mình mê lắm, có vậy vô có nó mê lắm, nói chúng tôi cũng mê lắm, vô thời gian sao mê thích lắm, tại vì mình làm được những chuyện mà mình không làm được, mà không thế nào mình nghĩ là mình làm được mà sao đó mình làm được,
thời gian B tập dữ lắm, đi theo luyện được dữ dằn lắm. À, xong cái tập thời gian cái mình thấy cái kiến thức về cái Phật học mình yếu, bị học bị nghiên cứu kinh của mình bắt truyền thôi, lúc đó là nam truyền yếu lắm mà không có thấy, họ ít có thấy Việt Nam mình phát triển. Lúc đó thì đi học về kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa này, là nghiên cứu mấy cái đó. Nghiên cứu thời gian bắt đầu cũng khá, bắt đầu đi đấu với ta, đi thuyết giảng, đi đấu với mấy bạn bè, đi độ này, bài đặt đi độ nữa, nó dữ dằn. Cũng cái duyên lành là như nó tới, thì lúc đó chúng tôi vô tình gặp được một vị sư đó đến nhà chơi, quen với ông anh, tại vì ông anh cũng rất là giỏi về vấn đề tử vi đó. Tử vi mà coi tử vi chắc vì biết ha, lập số lá tử vi rồi coi tiên bói rồi. Mấy ông sư khoái lắm, mấy ông sư mà nói dự là tử vi mấy ông khoái. Thì ông quen với ông anh tới nhà chơi. Thì tới chơi thấy ông sư thì mình cũng làm như mình cũng có cái duyên sao gặp cái thích ổng. Cái ngồi nói chuyện với ông này kia nọ kìa. Ông mới biết mình là biết về Phật Pháp, về bên Bắc Tông nhiều. Ông mới mời lên chùa. Ông mời lên chùa Kỳ Viên á. Kỳ Viên Tự ở Sài Gòn á, đường gì đó bên này. Giờ nó cũng còn, nhưng mà giờ đang sửa chữa để hoài. Lên Kỳ Viên Tự, gặp ông buổi sáng, uống cà phê, nói chuyện chơi. Thì chúng tôi lên ngồi nói chuyện với ông, thì ngồi dưới gốc cây sala. Nó có gốc cây sala đẹp lắm. Cây sala đúng 12 giờ cái nó nở cái bông sala là giống như cái đầu con lân, đẹp lắm. Thì chúng tôi lên nó ngồi đó, cái sư ra thì tiếp là sư lấy pha cà phê uống, hai người ngồi nói chuyện làm luận này kia. Cái lát rồi dính vô Phật, rồi dính vô cái đồ, vô cái về tâm linh nữa, vô cái đề tâm này. Rồi lúc đó chúng tôi bị ổng dí vào cái, thì dí cái mình dựng mình trả lời được. Chỉ cái ngọng lên, vừa đưa vô cái pháp chân đế rồi mình chỉ biết thôi, chứ biết. Thì nó quảng hồn, chà, mình hiểu tầm bậy tầm bạ. Ông mới đưa con vấn đề, ông đốn cho cái một, hết hồn. Thì từ đó là ông cho sách, rồi mình về mình đọc. Thì khi chúng tôi đọc cái cuốn mà Buddha and His Teaching, là Đức Phật và Phật Pháp. Đọc cuốn đó, đọc xong đọc tới đầu mở tới đó mình thấy là thì nó đó giờ mình biết tà bậy tà bạ, biết kiểu là biết từ cái vỏ thôi chứ không biết cái ruột. Quá hoan hỷ trong đó, thì từ đó phát tâm nhất định phải tìm cho ra được. Rồi đi tìm tầm cầu, tìm người này người khác, gặp sư này sư khác, hỏi đủ thứ. Từ đó chúng ta học được một mớ căn bản, là cũng không có sâu sắc, là cũng sơ rồi. Từ đó mình mới tìm học, lên nghiên cứu sách vở, tra cứu đủ thứ. Thì đến bây giờ mới là hiểu được chút pháp này, thì cũng có được nhiều gom góp lại gửi lên cho quý vị được cùng nhau mình hưởng được cái hương vị của pháp bảo ha. Và pháp bảo rất tuyệt vời, chúng ta nhớ gìn giữ đừng để mất của đó, là cơ hội ngàn năm một thở. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy mỗi người có cái phước duyên riêng. Người thì gặp được Phật Pháp rất là dễ dàng, người gặp rất là khó khăn, trải qua trì di trong giải. Có người là không vô được luôn. Có những người mà theo những cái con phái khác là biết sai đó, nhưng mà không trả lại được luôn. Vì rất là nhiều cái duyên, chướng duyên đó không được trả lại. Cho nên đó là cái vấn đề mà rất là khó, chứ không phải dễ gặp được đâu. Biết rồi đó, trước mặt mình đó, mình biết mình sai đó, mà mình không trả lời được đó, chứ đừng nói không biết. Chẳng hạn như những người ta theo những cái tông phái khác, người ta biết được cái này lạc rồi, nhưng mà giờ không trả lời được, vì danh, vì lợi, vì cái gì đó vân vân, và không trả lời được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rất khó. Cũng như ngày Tịnh Sự ngày xưa, ổng là trụ trì bên Bắc Truyền, trụ trì bên đó, bên ở dưới Vĩnh Long hay đâu qua này, Vĩnh Long phải. Sau thời gian ngài biết được, biết sai, ngài qua bên Campuchia, qua Thái Lan, quần tục là qua xuất gia Sa Di vậy. Có gì tưởng tượng một vị trụ trì trên bao nhiêu người, dữ dằn lắm.
giờ trở thành vị sa di Trà Vĩnh Long đó, trở lại làm sa di. Sa di thì coi như là giống như là học sinh mới vô học thôi, vô học ngài dạy vẫn từ bỏ được tất cả để cuối cùng ngài trở thành một vị đại pháp sư, một vị là thượng thủ về vi pháp. Bây giờ thấy đó là cái sự mà hy sinh và cuối cùng nhận được cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải được biết để mình khích lệ hoan hỷ cho cái sự tu học của mình. Đó là hôm nay chúng ta được học về những cái gì mà pháp bảo là để lại. Do cái phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có thành tựu chân đồng đều nhau cả thái. Bao tu sắp mâm ăn gà lăng rắc khăn tu sắp bà đê bà ta sắp bụt thà nụ phà vê nà sà đà sọt tí phà văn tu tê. Bao tu sắp mâm gà lăng rắc khăn tu sắp bà đê bà ta sắp bà thăm mà nụ phà vê nà sà đà sọt tí phà văn tu tê. Bao tu sắp mâm gà lăng rắc khăn tu sắp bà ta sắp bà sang khá nụ phà vê nà sà đà sọt tí phà văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Đại. Rồi hôm nay chúng ta không có phần câu hỏi, hết giờ ha. Rồi mời nhóm Đông Triều Bến Tre lên đọc hồi hướng này, chúng ta qua mạng buổi học. Là một xin mời cả lớp cùng đọc kinh hồi hướng sau khi pháp Patida nga ra ya devata santi vina rawasi Thủ tệ khá rệ, bồ thí khá rệ, ta hình ta hình, ta thăm ma đà rệ, phá hoàng tu phụ chi ta, sân thình khá lòn tệ tha, vi hà ra mạng đà rệ, tệ ra chá chá, na vá khá, chá tích khá vô, xà rà mi khá, đà na vá tì, Upasaka Gamakajesa Nigamakajesa Sapanaputa Sukita Pawantute Chara Pucha Yebija Antasampawa Samsedajata Atawo Papadika Niyanika Amma varam patichate sabbe vidukkhasa karanto sabbakaya tato chiram satam dhammo dhammatthara japokukkala sangho dosammatmatro vahathaya ca nidaya ca amhe rakkato sát tham mô sắp sang đời bi tham mong mát trà vi đồ vô thình sám bà khu này và mát ngã thầm mà vi giáp bao vệ đi tề dòng kinh chi cú sa la cầm mặn cách tắc bằng khi đi dàn ma ma kha ye na va cha Manasa Tidase Sugatang Kata Ye Shatta Sajanino Ati Ye Chat Shatta Asanino Kata Punya Phalang Mày Hạc Sắp Về Phà Vì Phá Hoàng Tu Tệ Ye Tăng Kata Sui Đi Tăng Bình Nàng Punya Phalang Mày Hạc Về cha tát tha na cha nam tý đề hòa gánh tòa ni về đa dùng sắp bề lộ cao ni về sắp ta chỉ
Vāṇṭa-hā-dā-hē-tu-kā Mā-nu-nyāng-pō-chā-nā Sāp-bē-lā-pā-tu-mā-mā-chē-nē-tā-sā-tī Idam ho tu sukhita ho tu nya tayo.